Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ để chào mừng 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự. Chương trình mang đến những ca khúc đi cùng năm tháng hào hùng của dân tộc với ba chương: Đất nước, Khát vọng hòa bình và Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ. Những ca khúc đặc sắc về Tổ quốc được sắp xếp theo chiều dài lịch sử với các mốc son chói lọi của dân tộc ta từ ngày 19 tháng 8 lịch sử và ngày 2 tháng 9. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Với tinh thần tự hào về đất nước Việt Nam độc lập, nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, đại thắng mùa xuân năm 1975, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ. Đúng ngày này, 75 năm về trước, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đã ra đời, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam và kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta sống dưới ách đô hộ của thực dân và phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân một đất nước độc lập và làm chủ vận mệnh của mình. Mời quý vị hãy cùng nhìn lại thời khắc lịch sử ấy. Quảng trường Ba Đình ở thủ đô Hà Nội. Đúng vào ngày này, cách đây 75 năm, tại quảng trường này, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với đồng bào cả nước và toàn thế giới, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Từ đây, lịch sử dân tộc Việt Nam đã sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 75 năm đã trôi qua kể từ thời khắc lịch sử ấy, nước Việt Nam đang ngày càng phát triển, vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập tự chủ, chủ động và tích cực hội nhập, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, không chỉ khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đưa dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Đó là tư tưởng về quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân, quyền bình đẳng thiêng liêng của dân tộc, là tinh thần và ý chí đấu tranh cho độc lập tự do của nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường dựng nước và giữ nước. 75 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, đất nước ta đã không ngừng đổi mới, phát triển và mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do và hạnh phúc. Vâng, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là 6 chữ luôn xuất hiện cùng quốc hiệu Việt Nam suốt chặng đường 75 năm qua, thể hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là trách nhiệm và khát vọng của người dân Việt Nam qua các thế hệ. Ở tuổi 85, giáo sư Lê Quang Vịnh đang hoàn thành những trang hồi ký với tên gọi Quê hương Tổ quốc tôi. Người trí thức yêu nước từng bị Tòa án quân sự đặc biệt chính quyền Sài Gòn kết án tử hình và đày ra côn đảo biệt giam, đi khổ sai suốt 14 năm. Hôm nay là những gửi gắm ông dành cho hai người con mang tên Tự do và Hạnh phúc. Ba mẹ hy vọng và ước mong các con sẽ mãi mãi tiến bước trên con đường mà dân tộc, đất nước ta đã đi qua. Con đường của độc lập, tự do, hạnh phúc, đầy vinh quang. Ông và nhiều thanh niên đã có một thời tuổi trẻ hào hùng, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, vì Tổ quốc, theo con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những năm tháng người ra đi tìm đường cứu nước, để tìm tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, và đến tháng 8 năm 1945, người khẳng định quyết tâm, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập dân tộc. Gần một thế kỷ trước là chúng ta cũng bất độc lập. Cái quan trọng nhất khi chúng ta đã không có độc lập thì chúng ta không có một cái gì. Cho nên giành lại độc lập
là để mở đầu cho một cái quá trình chúng ta thực hiện cái quyền tự do và hạnh phúc của nhân dân. Bao nhiêu thế hệ rồi, 75 năm sau nền Dân chủ Cộng hòa rồi, thì chúng ta cũng vẫn đang tiếp tục bảo vệ cái nền độc lập đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tự do, hạnh phúc, theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người dân phải được hưởng đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần. Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Từ năm 1945, ghi dấu bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam, thì phải mất 30 năm sau, mong mỏi nước nhà được hoàn toàn độc lập, giang sơn thu về một mối của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới được thực hiện. Trong cái ngày mà miền Nam được hoàn toàn giải phóng đó, tôi hát nước mắt nó chảy ràn rùa. Ta ra hát lên đi, ta ra hát lên đi, ta ra mừng lên đi. Sang sao là sang, ánh sao quốc kỳ. Cái hình ảnh còn đọng lại cuối cùng đó trong tôi là lá cờ của Tổ quốc. Ba cái vấn đề độc lập, tự do, hạnh phúc đó nó phải gắn liền với nhau, không tách rời được. Hạnh phúc, tự do nó như là cái giá trị của cái độc lập đó. Thế cho nên vấn đề độc lập của chúng ta từ đó đến nay vẫn là vấn đề chiến lược. Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình công lý, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Ở bất cứ đâu, nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới chống đói nghèo, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Kính thưa quý vị, cách đây 51 năm, đúng dịp Quốc khánh năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi mãi mãi trong sự thương tiếc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Người ra đi để lại cho đất nước, cho Đảng ta và nhân dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó chính là bản di chúc thiêng liêng. Cho đến nay và mãi về sau, chúng ta luôn ghi nhớ, học tập và làm theo bản di chúc thiêng liêng của Người. Lần đầu tiên, nhóm phóng viên thời sự chúng tôi được tiếp cận và ghi hình bản di chúc gốc của Người, bảo vật quốc gia, đang được lưu giữ cẩn mật tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. Khi viết bản di chúc lần đầu, Bác để một dòng chữ tiêu đề phía trên là tài liệu tuyệt đối bí mật. Người viết bản di chúc lần đầu tiên vào dịp sinh nhật năm 1965 và sửa lại trong 4 năm sau đó. Bản đầu tiên do Bác tự đánh máy và có chữ ký của người chứng kiến là bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Và bản viết cuối cùng được viết ở mặt sau của một bản tin tham khảo đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam. Trong suốt thời gian qua thì Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức bảo vệ, bảo quản an toàn tuyệt đối bản di chúc thiêng liêng của Bác với những cái chế độ, điều kiện tối ưu nhất. Và hiện nay thì Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã có các cái phương án để bảo hiểm bản di chúc thiêng liêng của Bác cho các thế hệ mai sau. Bản di chúc được công bố tại lễ quốc tang ngày 9 tháng 9 năm 1969, được Bộ Chính trị biên soạn từ 3 bản thảo di chúc của Người. Nhưng toàn văn di chúc phải đến 20 năm sau mới được công bố. Và cũng năm 1989, Bộ Chính trị, sau đó là Quốc hội, đã ra một nghị quyết miễn thuế nông nghiệp một năm cho nông dân, theo đúng lời căn dặn trong di chúc của Người. Năm 89, thì cái người tư ký tận tụy trung thành của Bác từng viết một cái tác phẩm bây giờ xuất bản sau này gọi là Bác Hồ Viết Tinh Trục. Và sau này ở Báo Nhân Dân có phỏng vấn đồng chí Vũ Kỳ về cái quá trình Bác Hồ Viết Tinh Trục thì mới công bố một vài cái điểm mới. Bộ Chính trị đã quyết định phải và giải thích với Đảng, với nhân dân rằng là tại sao lại chậm công bố. Chỉ hơn 1.000 từ nhưng di chúc của Bác là một tài sản vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 51 năm đã qua, những lời Người dặn lại nước non vẫn còn nguyên giá trị, như ngọn đuốc soi rọi trên con đường đi lên của dân tộc ta. Thực hiện theo di chúc của Người, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực
vị thế và uy tín như ngày nay. Trong đó, tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho ngoại giao Việt Nam, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Nay Việt Nam chúng ta không chỉ biết đến là một đất nước mạnh mẽ, vững vàng đứng lên sau hai cuộc kháng chiến giành độc lập, mà còn là hình ảnh của một đất nước đang phát triển nhanh chóng, chủ động hội nhập quốc tế, có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Nửa đầu năm 2020, Việt Nam đảm nhận thành công nhiệm vụ kép, vừa dẫn dắt ASEAN đương đầu dịch bệnh COVID-19 trên cương vị Chủ tịch Luân phiên, vừa đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một bước tiến khẳng định uy tín và vị thế quốc tế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam. Ngay trong tuần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an, chính trị quốc tế bất ổn dẫn đến những lịch trình họp dày đặc vào tháng 1. Việt Nam đã chủ trì cuộc thảo luận mở, cấp bộ trưởng, được các nước đánh giá rất cao. Quan trọng hơn là 4 nghị quyết đã được thông qua trong tháng đó liên quan đến những vấn đề rất khó như tình hình ở Syria, Yemen, Libya. Bắt nhịp xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Từ chủ trương muốn là bạn, đến sẵn sàng là bạn, rồi là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Từ sau cách mạng tháng 8 thì chúng ta đã làm được 4 cái sự nghiệp rất là lớn. Sự nghiệp thứ nhất là giành lại được độc lập cho đất nước. Cái sự nghiệp thứ hai là tiến hành các cuộc kháng chiến để mà bảo vệ và thống nhất Tổ quốc. Cái sự nghiệp thứ ba là chúng ta đổi mới từ cái nước nghèo trở thành cái nước có thu nhập trung bình. Và sự nghiệp thứ tư là chúng ta từ cái chỗ mà không có tên trên bản đồ trở thành một cái vai trò rất là xứng đáng ở khu vực và trên thế giới. Hình ảnh một Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế đã liên tục được củng cố nhờ chủ trương đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Từ bước chập chững ban đầu khi gia nhập ASEAN năm 1995, chúng ta đã có những bước tiến lớn, trở thành thành viên có đóng góp tích cực của Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEM, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, rồi là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Việt Nam giờ là đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của 30 nước, trong đó có tất cả các nước lớn ở Châu Á-Thái Bình Dương và 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Được tín nhiệm lựa chọn là nơi tổ chức nhiều hội nghị quan trọng có tầm cỡ khu vực và toàn cầu, như Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN hay gần đây nhất là Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước chúng ta hết sức là thành công và tích cực, nâng cái tổng số đối tác chiến lược và toàn diện của chúng ta lên trên 30 nước. Thực sự là chúng ta đã triển khai một cách rất bài bản cái chỉ thị của Ban Bí thư 25 về nâng cái tầm đa phương, cũng là nâng cái vai trò của chúng ta trong việc đóng góp vào những vấn đề lớn của trên thế giới, vấn đề toàn cầu. Tôi cho rằng Việt Nam đã trở thành một điển hình cho câu chuyện thành công ở khu vực, cởi mở hơn với thương mại tự do và giờ đây trở thành một phần quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cho tới nay, đã có trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 đứng thứ 5 thế giới bất chấp dịch bệnh. Với thế và lực đang ngày càng được nâng cao, Việt Nam đang thể hiện đủ sức gánh vác trách nhiệm lớn hơn trên trường quốc tế. Đó là những giá trị lớn, thể hiện sức mạnh mềm của dân tộc. Chặng đường phát triển của đất nước 75 năm qua là thành quả của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó dấu ấn của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam. Ngày nay, thanh niên Việt Nam với sự sáng tạo, tinh thần xung kích luôn khát vọng chinh phục đỉnh cao, làm rạng danh đất nước. Và trong xóm sự sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại ý chí, nghị lực và tinh thần cống hiến hết mình, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên của thanh niên Việt Nam. Một tinh thần xung kích kế thừa những giá trị và truyền thống của cha ông để góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Những ngày tháng 3, số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam liên tục tăng nhanh. Các nhân viên y tế nơi tuyến đầu ngày đêm gồng mình chống dịch. Từ Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác, hàng nghìn sinh viên y dược đã tình nguyện tham gia hỗ trợ, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, phát thức ăn. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để góp sức mình vào cuộc chiến chống đại dịch. Các bạn rất là nhiệt tình, đúng là cái thanh niên của thời đại này, gần như là một cái cánh tay nối dài của chúng tôi trong cái việc phòng chống dịch này.
dọc các tuyến biên giới, hàng trăm sinh viên của Học viện Biên phòng cũng trở thành cánh tay nối dài của lực lượng biên phòng. Các chiến sĩ ở trong những lán trại giữa rừng, tuần tra khắp các đường mòn lối mở. Thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ, là người chủ tương lai của nước nhà, thanh niên phải tiên phong đến những nơi khó khăn, gian khổ nhất. Xin chào mọi người, nói chung là con đường này thì kinh khủng, đẹp thì không thể đi được. Đường lên một điểm trường nghèo vùng sâu của tỉnh Điện Biên, một trong những con đường mà Hoàng Hoa Trung cùng các bạn trẻ nhóm Niềm Tin thường đi qua. Nhờ những thanh niên này, nhiều năm nay hàng chục ngôi trường mới được xây, hàng chục nghìn trẻ vùng cao được nuôi ăn trưa mỗi ngày. Chúng ta làm và chúng ta để cho cộng đồng thấy được rằng chúng ta làm một cách thực sự và nó có sự bền vững, thì đó là cái mà cộng đồng sẽ nhìn vào và sẽ chung tay với chúng ta rất là dễ dàng. Lan tỏa sức trẻ trên mọi miền đất nước, ở đâu cũng có biết bao thanh niên ngày đêm đóng góp cho cộng đồng. Người giáo viên trẻ ngày ngày trèo đèo lội suối, kiên trì bám bản, mang con chữ đến cho trẻ em vùng cao. Thấy những cái sự thơ ngây của các em và những cái đang còn rất là thiếu, chắc chắn là một cái động lực để rồi mình muốn không còn có những em học sinh mà không biết đọc biết viết ở vùng cao. Hay người trinh sát đặc nhiệm bị bắn liệt cả hai chân khi đang làm nhiệm vụ chống ma túy, vẫn một lòng mong cống hiến cho Tổ quốc. Kế thừa các giá trị và truyền thống của cha ông, lực lượng thanh niên ngày nay chính là nguồn xung lực mạnh mẽ nhất của đất nước. Cống hiến trí tuệ và sức lực cho xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vâng, khát vọng tự cường dân tộc, khát vọng một đất nước độc lập, tự do phát triển đã trở thành lực là lẽ sống, là hành động của các thế hệ đoàn viên thanh niên Việt Nam trong những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Tiếp nối truyền thống cha ông, thế hệ thanh niên ngày hôm nay tiếp tục tinh thần xung kích, cống hiến tài năng, trí tuệ và tâm sức của mình để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ hằng mong muốn.